tại Canapoint để qua Epic. Liên hệ Mr. Hưng. An toàn, uy tín, chất lượng. Hello, xin chào mừng tất cả anh em quay trở lại với channel của mình. Thì video này chúng ta sẽ cùng nhau đi trải nghiệm một con hàng có một cái tên cũng khá là nhạy cảm, đó là Romelu Lukaku, tiền đạo của đội tuyển Bỉ và câu lạc bộ Inter Milan. Chung là đối với con hàng này thì khá là nhiều anh em tò mò xem là cái bản lần này thì Lukaku sẽ thể hiện ra sao, bởi vì là ở trong cái book ở trong ngoài đời ấy, thì ở đá câu lạc bộ Inter Milan thì Lukaku phong độ dạo gần đây đang cực kỳ không tốt. Rồi chúng ta sẽ cùng xem qua một chút chỉ số nhá. Vẫn là chiều cao 1m91, 29 tuổi, chân trái. 1m91, tiền đạo 1m91 là rất là cao to đen hôi luôn anh em ạ. Playstyle là Phúc in the book, là sát thủ vùng cấm. Chỉ đá được mỗi vị trí tiền đạo thôi. Còn vị trí hậu công là cũng đá được nhưng mà không bằng vị trí tiền đạo cắm được. Fox Ezebox là khác với cái style ngày xưa là style Go Voucher anh em, style ở cái book Inter là style Go Voucher. Rồi nhận thức tấn công này 86 này, kiểm soát bóng 74, dây bóng 76, dây bóng cho dân 72, chuyền thấp 66, chuyền bóng 70, dứt điểm 87, đánh đầu 82, ok. Độ xoay bóng 74 này, rồi cái này chỉ phòng ngự và môn bỏ qua này. Tốc độ 84, tăng tốc 76, lực sút 87, ok, bật nhảy có 67, physical contact 93, anh em thấy kinh khủng không? Blend 64 và stamina 74. Stamina 74 thì mình nghĩ nó là hơi thấp, to cao đen hôi thế mà stamina 74. Thể xuất sử dụng cho công thuận là thỉnh thoảng, độ xuất cho công thuận là cao. Phong độ thì đang rất thất thường anh em ạ, kin inconsistent này, thất thường. Rồi skill thì có cứa lòng từ xa này, dứt điểm tư thế khó này, chút một chạm này, truyền một chạm này, truyền một chạm ok nhá. Outside curler là vẩy bóng ngoài này, sút penalty này, ăn vạ này, check back này, như kiểu hỗ trợ phòng từ xa đấy. Đội trưởng và có về skill về thể lực nữa. Trận đấu đầu tiên thì mình sẽ đá để một mình Lukaku, đá một mình là đá tiền đạo luôn. Đá cắm một mình tiền đạo luôn. Rồi trận đấu bắt đầu rồi. Nói về Lukaku thì cái bản lần trước mình có là cái ở cái book Inter Milan á, thì mình thấy Lukaku là cái playstyle là Go Voucher cơ, chứ không phải là Fox in the book. Ở cái bản này thì là đổi playstyle chơi rồi, Fox in the book. Nói chung là playstyle thì mình thấy Fox in the book cũng đá cũng ok mà. Sát thủ vùng cấm, nói chung là cứ ở trong vùng cấm mà có bóng mà để anh dứt điểm thì căng đét luôn đấy. Bruno Kostic, Lukaku bên trong không được. Lukaku thì phong độ nói chung là cứ dạo gần đây mình thấy báo là cứ bảo là về Chelsea hoặc là ở về Inter, lại về Chelsea, lại về Inter, lại về Chelsea, nó cứ lặp đi lặp lại hai cái câu lạc bộ đấy thôi, cứ đi về về. Chẳng hiểu là ông đá ở đâu nữa mà giờ cứ đấy. Là Lukaku dứt điểm, Dembele đá bôi, tỷ số là 1-0. Phút thứ 21 anh em ạ. Có dấu giày của Lukaku, chúng ta cùng xem lại. Lukaku rút bằng chân phải luôn. Ui giời ơi, càng đét. Dembele có mặt rất đúng lúc để đá bồi, tỷ số là 1-0. Nhìn chung thì về cái điểm mạnh của Lukaku thì vẫn là cái khả năng tì đè và khả năng đánh đầu tốt anh em ạ. Khả năng tì đè và đánh đầu tốt, dứt điểm ở trong vùng cấm thì khỏi nói rồi. Dứt điểm 87, Fox in the book thì khỏi nói rồi. Đánh đầu rất nhanh, tỷ số là 2-0. Ai cái bạn đây? À, Scott Batominay. Mình cũng vừa mới quay được ra con hàng này, đá cũng khá ổn anh em ạ. Chúng ta cùng xem lại tình huống. Vẫn là Kostic. Kostic lại là Kostic anh em ạ. Tạt như này thì dẻo như kẹo kéo luôn. Ui giời, pha băng vào đánh đầu cắt mặt rất tốt của Batominay. Tỷ số là 2-0, phút 25 mà tỷ số 2-0 rồi. Hơi nhanh anh em ạ. Lukaku. Ấy, anh em thấy Lukaku tì đè tốt. Ui không được, không được, không ăn được ở đấy rồi. Thiếu một chút tốc độ nữa tốt nhờ. Đây là Lukaku. Lukaku. Bịt tai lại không nghe thấy gì hết. Chúng ta xem lại tình huống. Rất nhanh Lukaku trong cấm sút thì đấy anh em thấy không? Fox in the book là như vậy đấy. Trong vòng cấm sút thì làm sao có thể trượt được.
Rồi chúng ta sẽ nói tiếp về cái điểm mạnh nhá. Điểm mạnh vẫn là cái khả năng tì đè này và khả năng đánh đầu tốt này, dứt điểm, lực sút căng. Và bây giờ lại có thêm cái skill one two pass rất ok luôn này anh em ạ. Phối hợp đồng đội cực kỳ nét luôn. Đấy là điểm mạnh. Lukaku không được. À đây là Lukaku, Lukaku đây. Chuyền lại Ronaldinho. Tỷ số là 4-0. Thôi thôi, 4-0 thì đá gì nữa. Đúng thật đội bạn ao anh em ạ, không đá nữa. 4-0 thì đá gì. Rồi chúng ta sẽ đến với trận thứ hai nhá. Trận đấu thứ hai thì vẫn để Lukaku đá cắm một mình và mình thay đổi sơ đồ là thành 4-2-1-3 anh em ạ. Vừa nãy là mình đá sơ đồ là 3-2-4-1. Đúng rồi. 3-2-4-1. Bây giờ mình đá sơ đồ 4-2-1-3 để Lukaku đá cắm một mình. Ui, nguy hiểm. Phá lên. Điểm yếu thì mình nghĩ có lẽ Lukaku, khả năng xoay sở của Lukaku vẫn còn chậm anh em ạ. Bởi vì cái nhìn cái thân hình to con như thế thì anh em cũng biết rồi, làm sao mà ấy. Lukaku thoát xuống tốt. Tốt. Chuyền cho Bruno. Ui. Pha dứt điểm cực kỳ tốt của Bruno. Anh em cùng xem lại pha xử lý trước đấy của Lukaku ấy. Đỡ bóng khá nhịp nhàng, quả đấy này nét thế nhỉ. Còn bình thường nhá, bình thường mình đá mình thấy là khi mà chuyền mà Lukaku xoay sở để phối hợp với đồng đội ấy, thì nó còn hơi bị vụng về anh em ạ. Đấy rồi. Một pha đánh đầu. Trời ơi, quả này mà thủ môn đỡ được một pha đánh đầu của Lukaku anh em ạ. Joan Cancelo tạt bóng. Trời ơi, một tay phản xạ tuyệt vời của thủ môn nữa bạn. Đâu rồi. Tốt. Kunde. Không được rồi, Kunde. Mình cũng có clip về Kunde rồi anh em nhé. Anh em đón xem trên kênh của mình. Còn clip này sẽ nói về Lukaku thôi. Một pha thả bóng xuống rất tốt của Bruno. Đấy. Không được. Đấy rồi, McTominay. Scott McTominay. Lại là Scott McTominay anh em ạ. Tỷ số là 1-0. Nói chung là về đây chúng ta xem lại tình huống. Bruno thả một đường bóng xuống cho Kostic và Kostic tạt vào rất xoáy. Nói chung là Lukaku cũng băng lên đánh, nhảy lên đánh đầu nhưng mà không được. Nhưng bóng đệ nảy ra đúng chân của Scott McTominay thì làm sao có thể trượt được. Kostic hơi nhẹ anh em ạ. Mình có lẽ là mình sẽ chỉ, mình cũng đã test về cái sơ đồ hai tiền đạo và có cả Lukaku. Và mình thấy là Lukaku đá cái sơ đồ hai tiền đạo phối hợp cũng khá là ok. Đá cặp với cả một ông deep link forward hoặc một ông góc voucher cũng được. Nguy hiểm. Cũng khá là ok anh em ạ. Điểm yếu mình nghĩ cái khả năng, cái phong độ của cái bản này, phong độ cực kỳ kém luôn anh em ạ. Nói thật là chiều nay mình quay không biết bao nhiêu trận mà phong độ rất là phập phùng luôn. Được được trận phong độ tốt thì đá được tí đội bạn lại ao anh em ạ. Thành ra là không muốn post. Còn phong độ kém thì mình không quay. Còn phong độ kiểu phong độ đỏ cắm đầu xuống ấy thì đá như thế thì nó sẽ không được trơn tru và mượt mà đâu anh em ạ, mà yếu lắm. Thành ra là mình cũng không quay, mình không làm clip về những cái trận đấu như thế. Thành ra là trận đấu này mình sẽ chỉ làm về cái những trận đấu mà Lukaku đá một tiền đạo thôi. Đây là Lukaku dứt điểm. Tỷ số là 2-0. Romelu Lukaku lại bịt tai. Anh bịt tai anh thể hiện là gì? Thể hiện là tôi không cần quan tâm đến người khác nói gì tôi, anh em hiểu không? Là tôi cứ ghi bàn thôi. Đây là Lukaku. Gã đầu chọc rất là cao to đen hôi. Phong nói chung là bản này cái điểm mình không hài lòng nhất là cái phong độ anh em ạ. Phong độ quá là phập phùng luôn. Đá được một trận phong độ tốt thì để đến 2-3 trận là phong độ yếu. Không ăn thua. Ui. Rất là nguy hiểm của đội bạn. Còn nếu mà để phong độ Lukaku mà ở mức cái bình thường ạ thì đá cũng rất là ok anh em ạ. Đấy, hơi chậm rồi. Vẫn còn Lukaku. Tốt. Đâu, Lukaku chạy đi. Lukaku. Không được. Tiếc quá. Ui. Vẫn còn. Đấy rồi. Ui, định sang cho Lukaku mà không được. Hơi lập bập anh em ạ.
mình chỉ chê mỗi cái bản này là cái phong độ hực nó không được kiểu vững vàng ấy, nó phập phùng một mức kinh khủng luôn ấy. Đá quay rất nhiều trận nhưng mà nhiều phong độ kém quá không thể quay nổi anh em ạ, chê mỗi điểm đấy. Còn lại thì đây nó là một cái tiền đạo mà mình nghĩ là khá là ok anh em ạ, dứt điểm cực kỳ tín mà đánh đầu tốt, tì đè tốt, có mỗi cái phong độ là hơi ối rồi rồi, còn lại khá ok rồi. Video cũng sắp kết thúc rồi anh em ạ, clip này thì mình cũng trải nghiệm con hàng của cái book mới Blazewicz là Lukaku. Nói chung là mình thì mình cũng khá là thích cái lối chơi của Lukaku anh em ạ, thành ra là bản cái book này thì nói chung cầu thủ nào cũng ngon hết trừ thủ môn thôi, còn lại thì các cầu thủ còn lại là đều ok. Nhưng clip này có lẽ mình cũng xin dừng lại tại đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé. Còn mà bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.